Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ tiếp bài số 6 trong chuỗi bài tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu. Hôm nay là bài về phân tích kỹ thuật. Thì mục đích của bài này là mình muốn cho mọi người có cái nhìn tổng quan về phân tích kỹ thuật. Thì đầu tiên là các cái trường phái phân tích kỹ thuật, thì mọi người ghi nhớ kỹ cái slide này để sau này khi mà sử dụng mình biết được nó thuộc cái dạng nào để có cái hình dung. Những cái bài tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp mọi người những cái thành phần trong cái slide này. Thì có hai cái trường phái chính, một là cái trường phái theo sau xu hướng và cái trường phái thứ hai là đón trước xu hướng. Thì như bài số 5 mình có nói phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản thì mục đích chính của nó vẫn là dự báo giá sẽ vận động sắp tới như thế nào để mà mình thu được cái lợi nhuận từ cái giá đó. Thì tiếp theo là những cái tài nguyên gì sử dụng để phân tích. Thì khi phân tích kỹ thuật mình sử dụng chính là biểu đồ, thì trong biểu đồ nó sẽ có ba cái thành phần chính. Một là giá, thì giá được xem là cái hành động chính mình tập trung để mình thu lợi nhuận từ đó. Cái thành phần thứ hai là khối lượng giao dịch hay gọi là vol, thì đây là nó là cái chỉ số để nó sẽ xác nhận cái sức mạnh của giá. Ví dụ giá tăng mà cái khối lượng nhỏ thì người ta hiểu ngầm là cái hành động giá tăng nó không bền, nó không mạnh. Khối lượng nó được xem như là cái áp lực của nước ở trong ống nước vậy. Khi mà áp lực càng lớn thì nước nó sẽ phun ra càng mạnh. Khối lượng nó cũng vậy, khối lượng nó càng lớn thì nó sẽ xác nhận cái hành động giá trước đó là càng mạnh. Và một cái thành phần thứ ba mà ít người quan tâm đó là cái khung thời gian phân tích. Thì khung thời gian nó sẽ giúp cho ta có một cái góc nhìn nhìn được một cái bức tranh tổng thể, một cái bức tranh lớn hơn, sẽ có nhiều lợi thế hơn khi mà phân tích. Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một số cái khái niệm mà hay sử dụng ở bất kỳ cái phương pháp nào. Là một là cái hỗ trợ là gì, kháng cự là gì, đường xu hướng và kênh giá. Thì mình xem mở cái thì đây là cái phần mềm AMI Broker, là cái phần mềm chính mà dùng để phân tích kỹ thuật và nó phổ biến nhất hiện nay. Thì như mọi người thấy trên cái màn hình, phần trên này là biểu đồ nến của giá, bên dưới này là biểu đồ khối lượng giao dịch và thời gian giao dịch của cái biểu đồ này là ngày. Còn bốn cái khái niệm hồi nãy mình nói là thứ nhất là cái hỗ trợ. Thì hỗ hỗ trợ là cái mức giá mà người ta dự đoán tại cái giá nó sẽ quay về, ví dụ như ở trên, ví dụ như một mã ở trên đây thì người ta dự đoán cái mức giá vùng này là cái mức giá thấp nhất, mà khi mà giá nó quay về tới đây á thì khả năng nó bật lên sẽ cao. Cái mức này giống như là cái mức mức sàn, cái mức thấp nhất mà tâm lý người ta chấp nhận. Ví dụ như đây là ngày ngày 13 tháng 7 nè, ngày 13 tháng 7 giá nó thấp, nó về thấp hơn vùng này, nhưng mà tới cuối phiên nó kéo lên, nó đóng cửa. Và tới cái giai đoạn bên đây, tất cả những ngày bên đây, những ngày của khoảng khoảng tháng 12 hoặc khoảng tháng 8, những ngày của khoảng tháng 8 thì giá nó chỉ về chạm tới cái vùng này, nó đã bật lên lại. Thì cái ngưỡng giá đó người ta gọi là ngưỡng giá hỗ trợ. Còn kháng cự là cái ngược lại, là cái
giá ở bên trên mà tại cái ngưỡng đó là giá nó chạm tới trên đó nó sẽ xác suất nó quay lại rất là cao, thì cái ngưỡng đó người ta gọi là ngưỡng kháng cự. Rồi một cái khái niệm hay dùng tiếp theo đó là kênh giá hay là đường xu hướng. Thì đường xu hướng đó là một cái đường nó sẽ nối những cái đáy của giá nè. Ví dụ như bên đây đường xu hướng là cái đường này, hoặc là nối các cái đỉnh. Hai cái đường xu hướng là cái đường nối những cái đáy của một giai đoạn và những cái đỉnh, thì nó sẽ tạo ra thành cái kênh giá. Thì cái vẽ này á, nó sẽ tùy thuộc vào cái kinh nghiệm và cái quan sát cá nhân của từng người rất là lớn. Nên là phân tích kỹ thuật á, người ta định nghĩa phân tích kỹ thuật nó là một cái nghệ thuật nhiều hơn là khoa học. Nên là người có càng nhiều kinh nghiệm thì người ta vẽ càng đúng. Chứ cái này nó không có cái căn cứ hoặc là cái lý thuyết nào chuẩn hết. Thì như hồi nãy mình có giới thiệu, nó trong phân tích kỹ thuật á, nó sẽ có một cái trường phái là phân tích những cái chỉ báo. Thì trong phần mềm này á, nó sẽ có một loạt các cái chỉ báo mà nó có sẵn ở trong đây nè. Thì mỗi cái chỉ báo này là một cái phương pháp mà trong lịch sử nó là có một tác giả người ta nghiên cứu rằng là người ta đã giao dịch rất là thành công, nó truyền lại tới bây giờ. Thì mọi người có thể nghiên cứu từng cái chỉ báo này, một số cái chỉ báo nào nó phù hợp để mình sử dụng theo nó. Thì nếu mà mọi người chưa có sử dụng cái phần mềm á, thì có hai cái cách khác để mà mình sử dụng các chỉ báo này. Một là trang web. Thì trang web, như trang web mình có giới thiệu ở cái bài số 2 á, đây là trang Viettok nè. Thì trong đây nó cũng có thành phần những cái chỉ báo. Đây mình sẽ nhấp vào một cái chỉ báo nào đó mình xài, thì nó sẽ vẽ lên đây. Ví dụ như mình vẽ cái đường MA 9 ngày nè, thì mình có tùy số ngày này mình có thể vào mình tùy chỉnh được, mình muốn mấy ngày là mình chỉnh được. Hoặc là giả sử mình muốn thêm một cái chỉ báo khác để mọi người xem, ví dụ như RSI đây, nó sẽ vẽ một cái chỉ báo bên dưới biểu đồ để mọi người có thể theo dõi. Và cái cách thứ ba nữa, nếu mà mọi người có cái sử dụng trên điện thoại hoàn toàn không có dùng máy tính, thì như bài hôm trước mình có giới thiệu về một cái app, đó là cái app Sigma Stock. Thì trong cái app này nó mình vẫn có thể thêm những cái thành phần chỉ báo này được. Đây mình vào cái thứ nhất là vào cái bước một là vào cái biểu tượng đồ thị này, và cái bước hai là nhấp vào cái biểu tượng này nó sẽ xuất hiện những cái chỉ báo. Và mình chia sẻ với mọi người thêm một cái cuốn sách là phân tích kỹ thuật từ A tới Z. Thì cái cuốn sách này là nó sẽ giải thích tất cả những cái chỉ báo mà tới thời điểm nó xuất bản nó có. Thì nếu mà mọi người cần có thể liên hệ mình tặng cuốn sách này để về khi mà cần tra cứu cái chỉ báo nào á, thì mình tìm cái chỉ báo đó để mình đọc. Ví dụ như trong đây nó có rất là nhiều món, mình nhấp thử một cái cho mọi người xem. Ví dụ như polygraph là gì, nó sẽ giải thích, nó sẽ có cách tính và nó sẽ có cái cách để hướng dẫn mình giao dịch theo cái chỉ báo đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.